Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì chúng tôi vừa mới mua về được một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A hatchback, đó chính là chiếc xe Kia Morning quý vị bạn nhé. Đây là chiếc xe Kia Morning phiên bản SI số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được chuẩn 5.8 km rồi. Chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước. Keo chỉ còn nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, rất là mới, rất là đẹp đấy quý vị bạn nhé. Thì chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning phiên bản SI sản xuất năm 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất, những chiếc xe đẹp nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.